bắt xong rồi ông. Hiện tại là bên trong còn một ố nữa. Ông này rất là hiền, gặp như loài ông hung dữ thì nó đốt cái chết luôn. Còn một ố sâu bên trong chắc là không thấy, vì rất là khó thấy luôn, không thấy được. Đây đây đây, đó, đây là một ổ nữa đó, một ổ bên trong nữa đó. Lúc nãy là bắt cái ổ ngay chỗ đây, giờ còn một ổ bên trong đấy nữa. Thì ổ này chắc khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì khi mà nó có mật nhiều thì bắt. Đó, tiếp tục một ổ nữa, quá là hên luôn. Đó, bên trong này một ổ nè, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ông này rất là hiền, gặp mà ông hung dữ thì nó đốt cho máy phát rồi. Tay nó khủi thắng không à, một ông, một ông tin chắc luôn. Ừ. Ủa ông đây là cái loại mật vàng này rất là quý hiếm này, hiếm hơn cái loại mà trắng. Nó có hai loại, một loại cái bánh trắng, một loại bánh, bánh vàng. Cái loại bánh vàng này là nó hiếm hơn loại bánh trắng, chất lượng mật nó tốt hơn. Nặng lắm nha, nặng trịch này, mật ong cái mật chốc bông mà. Không mật 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 ong của mình mà ngoài tốt chưa? Cái đấy rồi rồi coi mật không đấy. Dạ, cái mật không chứ gì đâu. Cái bánh bỏ ở đây rồi này. Bánh là mật ong vàng luôn. Đúng vàng luôn. Thôi cái còn bao nhiêu nữa đâu mà. Đây là cái cây đó. Sao đâu sắp á. Mình làm đây là quá, gọi là quá chất lượng rồi. Một ông thật luôn mà. Không có kêu nữa. Đời chai quá hả? Đời chai. Đó ngoài trời trời hả? Con nhỏ. Ngoài trời hả? Con nhỏ. Không lấy chai nữa nữa. Chị. Không, được mấy đêm giờ đón tao có rồng kìa. Đây là một ổ ông được bao nhiêu đây? Vô. Tình tình chất mật ong luôn. Tình chất mật ong. Mật ong thật luôn. Đây, mật ong thật nè. Quá tuyệt vời. Cái mật này hiện tại trên thị trường là không đủ cung cấp được. Nhu cầu rất là lớn.